Có chết hả? Vợ chồng miền Tây mến chào đến nè ông bà cô chú anh chị ngày mới ha. Đường im không chết ta à, đường chạy thẳng xuống luôn nè, đường bốn lưỡng luôn á. Sao đường im không mà không dính? Phong cảnh buổi sáng của chú anh chị hôm qua nên đặt điểm này nè, hôm qua nên đặt tại giấc chiều quá, sáng này mới mưa xong nữa của chú anh chị. Phong cảnh sáng sớm ha, đồng lúa chín vàng. Bữa trước thì nên đặt bên đó đó, bữa nay mình đặt đây cũng cặp mương hàng dừa luôn. Chết không phải vậy? Sao kỳ vậy? Đường im không á? Ở chút dừa bên kia phải xả này nè. Thì ngày mới nên cũng không quên chúc ông bà cô chú anh chị có một ngày mới luôn sức khỏe dồi dào ha, luôn gặp nhiều may mắn đó. Bữa trước thì nên đặt cái hàng dừa bên đó, bên này nên đặt hàng dừa bên này chống chống chứ, nó có đường mòn chạy mà đường im không quá chứ, đường không im đâu, đường vô ruộng bốn lưỡng không đó đó, đường xuống bốn lưỡng không đó chứ đâu phải ấy đâu. Sao không có ta nè, đường xuống bốn lưỡng không nè. Mình nãy giờ chết quá không à, đường đặt thấy khoái khoái à. Nè, bích hang à. Nó hang ngóc trơn à. Đường đặt là nên thấy khoái khoái đó mà không dính con gì gì luôn. Ngộ à. Chỉ ngộ à. Ngủ thiệt. Dừa quá chừng luôn nè. Đã trồng dừa nguyên hàng. Kìa đó dính con kìa. Đây dính con nè. Dính chuột con hay gì? Chuột con. Chuột con. Hai chuột con luôn. Đường xuống bông lưỡng. Đó dính thấy dính nữa kìa. Chuột con luôn. Chuột con luôn hả? Rồi chúng mánh luôn. Ở đường im không mà nay là nên hôm qua nên đặt lên thấy đường này nên thấy có lý lắm đó nha, cũng im lắm, cũng có lý lắm đó. Mình sao chết quá không luôn nè, tạng gặp không luôn. Đường chạy xuống bông lưỡng luôn. Bươi hang ủng quá chừng. Này sập mà không dính luôn. Chảy luôn hay gì rồi. Dừa. Ồ cây này cháy hết sức cháy nè. Dừa khô nữa kìa. Đây một con. Trời ơi mừng quá. Một con bự. Đây một con nữa. Hai cái hai con. Mừng hết sức mừng. Rồi cái này chết quá. Cái này không dính luôn. Hả? Em nói gì? Vừa khô hoài trái trái. Ừ, nó rụng dưới đất đó. Nhìn nó chè. Lúa này người ta cũng gần cắt đây nè, bỏ nước hết rồi. Này còn chín cá. Này cá dính đường con cũng im đi. Có đỡ hơn không? Hay nhiều khi ở bên đó dính không chừng nữa. Tại đặt hai bên mương đó có chú anh chị, mương bên này với mương bên kia. Hả? Nào
Có không? Đừng có bự hả? Ừ. Dạ. Nhiều khi bên đây không dính, bên kia dính thì sao? Tại bên đây nó chạy đi bên kia. Bên đây chạy qua bên kia, chạy qua chạy lại nè. Hàng nhóc ở trên này cũng mới mới không á. Hàng mình đặt cái bẫy ngay đó không có luôn, cái đường nó xuống lắm bo luôn. Không có. Ê dạ, cái bẫy đây đâu ta? Trong này chút quá, đường chạy quá im. Ừ. Khô lắm, khô mà vừa điếc mà. Điếc á, không có nước. Qua anh cầm trái anh lắc thử. Không có nước. Này mấy này vô bão rồi nè. À, đường xuống im hết sức luôn kìa. Đó nó kìa, mà chết quất. Cái hang. Hang này hang còn không nè. Rồi đạp cứ gặp luôn kìa. Xuống bóng lưỡng nè. Kỳ ta. Ở mức vừa được con nhỏ bự. Nó dính không? Không có luôn. Mưa mới ruộng gì cũng có nè. Cái đường chạy lăn bo luôn nè. Chứ gì? À, chạy trên này. Này tại mưa á. Chứ hôm qua lăn o luôn. Nè. Đường chạy đây. Đặt cái gặp ở đây. Chạy quất. Thua luôn. Đường đã không? Kìa đằng kia dính con kìa chà. Đây nè. Đây cái đường nè. Đường đã hết biết luôn. Mà chiếc quất. Đó dính con nè. Lúa. Hôm qua đặt đường này tự tin lắm đó chứ. Giờ này còn 15 gram hơi hơi. Nó dính đó vậy. Một con nữa. Nó bị dính đất không? Bước là nó chợt, bước là nó chợt. Chợt hả? Cái này dính không? Đây, một con. Lên hên. Đó, một con bự. Bữa nay nên tính đặt theo đường này nữa nè. Tại hôm qua nên đặt được con khúc ở đó. Còn đây dài khúc ngoài kia. Còn dài lắm. Ủa cái này. Cái này sập mà không dính. Uổng. Phá chân dừa trái nhóc chứ. Nãy nên thăm hai chồng lên thăm bển. Giờ qua đây cô chú anh chị. Mưa lầm găm rồi. Giờ hy vọng lại cái đường bên này. Tại nhiều khi nên đặt hai bên nè. Chuột nhiều khi nó chạy qua chạy lại. Hang đường mòn. Im thấy ghê luôn kìa. Hang mới rồi đó. Mà không biết sao đặt không có. Hoa mắc cỡ. Nhìn đẹp. Giờ em bên đây chạy vô. Chiều nay chắc nên đặt nói tiếp. Để dạy ra lúc ngoài cây cột đèn đó luôn á. Đặt lúc ra ngoài cây cột đèn luôn. Gì? Gặp cô vòng vòng trong coi. Đâu đó chứ đâu. Đó, đó nghe văn tay bài gì đó. Hàng vậy mà nghĩ sao không có nên hiểu không nổi luôn ta. Hàng mới mới luôn á chứ đâu phải hàng cũ luôn.
sợ nó khi nó vô lúa nó không ra, ở chổng. Không không. Không không hả? Ừ, im quá im mà sao? Chết quá ha. Nó chạy kìa. Ờ. Chạy nha, thấy hai nhóc chứ. Đường cũng im nữa mà sao kỳ vậy ta? Hay có người đặt rồi, đâu thấy dấu đặt đâu. Con à. Ăn kìa, dấu giò chạy. Dấu sinh con à. Nhiều khi nó chạy dưới mé không, nó không lên ruộng, cũng không chừng. Rồi bữa nay thu rồi, nay đường hy vọng thấy ghê luôn, mà lại chết. Đường mới hôm qua đặt là thấy duyên, đặt thấy đường nó đã không. Ủa, mưa dừa quá chừng luôn, hai cây dừa luôn. Nay thua rồi chúng về. Nay đường hết sức im luôn. Con đó chạy qua đó. Để chạy kìa. Chạy lên trên đây nè, chạy qua. Chết luôn. Hang đội miêm không đặt không dính nên hiểu nổi, nhưng qua lên đặt là lên thấy khoái khoái kìa, cắn cỏ, cắn cỏ dưới chừng cắn bà cỏ non à, anh sợ nó cày cày cặp má nó không lên ruộng, cày cặp nó mưa nó kiếm ăn. Ở bữa nay đặt cái dưới mé mưa. Ừ, lắm. Lụm con ếch. Ừ, sao nó lò xo luôn rồi. Ếch chút béo. Lấy cái lò xo này luôn rồi. Gậy lại đi. Lò xo nó mục. Ừ, lò xo nó mục nó gãy. Lò xo nó bằng thép đó. Nay tính đặt tưởng đâu là thấy ngon, ai ngờ. Thôi luôn. Chết quá rồi. Chục con à? Chục con. Bự. Gần hết gặp rồi. Thua. À, để nên đi ôm tiếp bà xã nên đi vô xe luôn. Đời cũng về tới nhà nè, trời cũng mưa luôn rồi cô chú anh chị. Nên đóng cái chơi ấy xong nên đem xuống rồi nè, nên chưa đem ra ngoài nè. À. Nên mấy nay nên muốn bệnh trong mình á, cái nên cũng không có dầm nước nhiều. Chưa lôi ra ngoài, lôi ra ngoài nên để ngoài này nè. Cái buộc dây chằng đồ lại. Sáng mưa, vô bão rồi. Mưa kiểu này chắc không biết nên, không biết đặt chuột được không nữa nè. Tại mưa cái ướt nó không thấy đường mòn cô chú anh chị. Không thấy đường. Mưa cái là mắc đường chứ. Còn mà dắt tối mưa á, tối mưa cái đầu sáng cái là mình thấy đường mòn dễ đặt á. Mà giờ này là sáng sớm là không mưa. Hai chồng nên cuốn xong mà về kìa, để nên bớt bớt mưa chút xíu nữa cái nên lên bắt ra. Cương ngục mình cuốn về chưa đặt lại nữa. Rồi mình quéo 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 quéo. Mưa quá trừng luôn. Ồ. Âm u. Sóng nước. Nước này đỏ lừ. Được mấy chục con. Đặt nên nay nên đặt cái đường im mới ghê luôn. Mà làm hại thất thủ. Được ít xịt nè.
đường hang đồ mới mới không mà sao kỳ vậy không biết. Cho vô lại đi. Vô lại nó không vô nè. Im quá mà thất thủ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 con chuột. Này chắc rộng rồi luôn á. 2 kia mấy. Bữa trước. Mà đường im ghê luôn mà sao kỳ ta. Đường im mà hang cũng nên thấy cũng mới mới không mà đặc chất. Đường chạy xuống đường dấu giò còn bóng không? Hay là có người đặt trước. Mà bữa trước nên đâu thấy ai đặt đâu. Đường im quá mà sao kỳ. Đường im quá mà chứ quá. Hiểu nổi bó tay. Nay nên tưởng đâu là có lý đó chứ không phải nên đặt là nói này chắc có lý được hay đã không thành chức thành chức quốc luôn được 2 cái ngoài của chính phủ sáng giờ mưa sáng giờ mới tạnh luôn của chú anh chị. Bán mắc không ta? Chắc bán mắc hơn ở vựa. Còn con kìa. Đó. Kẹt đuôi đi kẹt đó. Kẹt gì đâu? Đâu kẹt gì đâu? Nó kẹt lắm. Kẹt gì? Kẹt cái lưỡi gà nè. Nên mời ông bà cô chú anh chị dùng cơm ha. Này cái chạch này nên đặt cửa ngục nè. Cửa ngục bữa trước á nên kho hôm qua kho xương rồi. Bữa nay ấy lại ăn. Rồi cả nhà ăn cơm rồi. Còn gạo này ăn lẩu mắm hôm qua còn nè. Nay ăn cho hết luôn chú anh chị ơi. Bỏ vô cắm. Trời nay ui chắc nè mưa hoài luôn. Sáng giờ mưa quá chừng. Rồi để mà ông bà cô chú chị dùng cơm ha. Thò. Cá mới thò vậy ngon. Bữa nào nhả ra cái chân vậy nè. Hôm nay có giặt đấy quá. Mưa. Nước nhảy. Nước nhảy. Cá mới có đồng. Nước nhảy mới vậy hả? Ừ. Năm gọi ha, tại nước nhảy thơm không? Ừ. Năm gọi nước do nước quay là nước nhảy ào ào. Mấy là nước như rộng hay kiệt rồi.
sáng giờ mưa cho hết lấy được màu đặc. Đường nào chạy sâu quá rồi thấy khó biết đường cũ đường mới. Đồ áp thấp một đế rồi, thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng, nên cũng xin hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại video sau. Rồi nên chúc cả nhà xem video vui vẻ, bye bye, chào cả nhà.